Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ quý vị các bạn di tích khảo cổ Học Mộ Cự Thạch Hàng Gòn. Mộ Cự Thạch Hàng Gòn đó, huyện Long Thắng đó các bạn. Bây giờ xin mời quý vị các bạn đi cùng mình dạo vòng khảo cổ nha. Xem mộ cổ trên ngàn năm tuổi nha. Nè các bạn đó, các bạn nói mộ cổ là các bạn cự thạch đây là cái bản nội quy tham quan di tích quốc gia đặc biệt mộ cự thạch Hàng Gòn các bạn, huyện Long Thắng các bạn. Mộ cổ này cách đây khoảng 2.000 đến 2.500 năm các bạn. Mộ cự thạch Hàng Gòn được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1927 ở tỉnh Lộ 2 do kiến trúc người Pháp tên Bouchot đã phát hiện tảng đá nhô lên bên cạnh gốc cây cổ thụ các bạn. Chiều dài của mộ là 4,20 m, còn chiều ngang là 2,70 m, chiều cao là 1,60 m các bạn. Đến năm 2006 thì ban quản lý di tích Danh Thắng tỉnh Đồng Nai phối hợp với trung tâm khảo cổ nghiên cứu khoa học viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra khảo sát trong phạm vi bảo vệ di tích mộ cự thạch Hàng Gòn
Mộ cổ này cũng là một di sản quốc gia các bạn. Còn cái máy vòm này do mấy nhà phụ trách che này lại cho nó che nắng che mưa bảo tồn đó các bạn.
Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã dành chút thời gian quý báu xem ủng hộ. Trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.